Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô là một mục tiêu lớn của chính phủ, song để tránh rơi vào tình trạng giảm phát, suy giảm kinh tế, các doanh nghiệp và cộng đồng cần có những chính sách thật phù hợp. Đây là chợ đầu mối Cao Thắng, ngay cạnh chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Là chợ đầu mối, nhưng các cửa hàng giờ đây thưa vắng khách, và khách là những chủ đại lý cũng dè dặt hơn trong việc lấy hàng. Nói chung là nó bị ảnh hưởng nhiều chứ, vì khách đặt ít, rồi các chi phí thì nói chung là mình bán đắt lên thì cũng không được, vì cái túi tiền của người dân thì nó có hạn chế thôi. Mình bán đắt không được cho nên là ít khách dần đi chứ, không được như trước nữa. Người ta cũng đi mua ít hơn, nhưng mà hàng bọn em bán cũng bị chậm hơn. Nếu mà tính về thu nhập so với những năm trước ấy, là sang năm nay mới nửa đầu năm nay thôi, là bọn em thu nhập đã bị giảm đến một nửa. Còn đây là công ty chuyên xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản. Tình hình kinh tế khó khăn, doanh số xuất khẩu giảm 1/4, nhưng lượng công nhân viên giảm chỉ còn một nửa. Ở mức khoảng 150 người, để những người ở lại tăng ca, đảm bảo đời sống. Nhưng sự khó khăn không vì thế mà bớt đi. Tất nhiên, trong cái nền kinh tế chung của thế giới và của đất nước thì cái doanh số chúng tôi cũng giảm xuống và cái cơ cấu hàng chúng tôi cũng giảm xuống. Đồng thời như vậy là cái hiệu ứng để của khách đối với chúng tôi cũng giảm xuống. Từ đó chúng tôi cảm thấy rằng cần phải củng cố lại những mặt hàng chính và củng cố lại những cái công việc chính của chúng tôi. Về kinh tế hiện nay thì đồng tiền thì nói chung là không có giá trị. Và em thấy là mức thu nhập thế thì cũng vợ chồng em cũng có nhiều khó khăn. Chung là chi tiêu thì em cũng phải tính toán nhiều hơn. Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5 tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy chỉ tăng rất nhẹ là 0,16% và 0,06% và tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng đang trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc giảm lạm phát cũng khiến người dân dễ thở hơn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong quý 1, lượng doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản, dừng hoạt động là khoảng 30%. Một lượng lớn người lao động vì thế cũng gặp khó. Tuy nhiên, bên cạnh cái việc mà kiềm chế lạm phát, nó còn có một cái mục tiêu là phải duy trì khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp, đặc biệt là cái khả năng doanh nghiệp làm ăn có lãi. Rõ ràng nếu một doanh nghiệp nào mà sản xuất mà cứ sản xuất ra lại phải bán theo cái giá thấp hơn cái giá thành thì đây là một thảm họa cho doanh nghiệp, bởi vì nó không cho phép doanh nghiệp thu hồi vốn có lãi và tiếp tục mở rộng kinh doanh. Chỉ sau vài vòng quay sản xuất như vậy là họ sẽ bị hết vốn và thậm chí phá sản. Như vậy, rõ ràng mục tiêu giảm lạm phát bước đầu đã có kết quả khả quan trong nửa đầu năm. Nhưng để tránh sự đình trệ của doanh nghiệp dẫn đến người lao động bị tác động, thì cộng đồng doanh nghiệp cũng cần được hỗ trợ các chính sách một cách nhịp nhàng để duy trì hoạt động. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Điện Biên phản ánh, sau 6 năm xây dựng, công trình Đại Thủy Nông Nậm Róm hoàn thành đã góp phần tăng năng suất, chất lượng và thương hiệu loại gạo Nhất Thanh nổi tiếng của xứ Mường Trời. Tuy nhiên, do sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng mà kênh tả của Đại Thủy Nông có nguy cơ biến thành kênh chết. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại phân khúc trên kênh tả của Đại Thủy Nông Nậm Róm. Đoạn qua địa bàn các đội 5-7, khu vực trung tâm xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thùng cát tông, những túi ni lông, vỏ hộp chai nhựa nằm ngổn ngang trong lòng kênh mùa cạn. Xác gia cầm, động vật chết đang trong thời kỳ phân hủy. Hệ quả của hàng trăm thứ rác dưới lòng kênh đã khiến màu nước không còn trong xanh như ban đầu. Không dừng lại ở đó, việc người dân đem rơm rạ đốt cạnh bờ phai kênh rồi trực tiếp xả tro bụi xuống lòng kênh đã khiến dòng chảy kênh nhiều đoạn bị tắc, nước ứ đọng. Theo người dân địa phương, những thứ rác bẩn dưới lòng kênh là một phần do người dân sống ở phía thượng nguồn xả xuống, phần khác vì người dân sở tại thiếu ý thức nên xả trực tiếp xuống dòng kênh. Đây là độ 10 này. Dạ. Ở đây sao mà người dân người ta để cho rác như thế này bác nhỉ? À, cái này là nó do bên môi trường. À, vâng. Môi trường ở đây như thế nào bác? Nó ở bên xã thôi. À. Nó này do xã chỉ đạo, nó xã chỉ đạo là tốt thì nó. Bây giờ mà dân họ xả rơm rác ở đây là chính quyền xã nói gì không? Cái này thì chịu rồi. À.
Vâng, chúng tôi người xã viên thì cũng chỉ biết cái thế này thôi. Cái tình trạng mà dơm rác ở đây là do ở đâu hay là dân ở trong khu trên Thanh An nó đưa về cũng khó, mà các từ ở trên khu đấy nó chảy về đây cũng có. Dạ vâng. Tại thời điểm mà các anh vừa đi xem qua ấy, thì rõ ràng một điều đây là công dân xã Long Hà chính thức, có thể là chấp hành khi mình có mặt. Nhưng khi mình có mặt thì chịu hiểu nào là vẫn ra đó, người ta vẫn tái giữ đó. Cái biện pháp xử lý đối với những trường hợp này rất khó khăn, cái này mình không có công sức, không có kinh phí để chi trả cái việc canh gác. Nhờ hai tuyến kênh huyết mạch tả hữu mà diện tích canh tác của cánh đồng Mường Thanh đã mở rộng từ 2.000 hecta lên hơn 5.000 hecta. Người dân Điện Biên đã thâm canh được 3 vụ với năng suất đạt từ 7 đến 8 tấn một hecta. Chính vì vậy, người dân và chính quyền địa phương cần sớm có phương án cải tạo công trình, không để nó trở thành dòng kênh chết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 5, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU nhất trí rằng các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với ổn định cho khu vực. Quan điểm trên được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU vừa diễn ra tại Bruxelles, Bỉ, trong bối cảnh châu Âu tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng nợ công. Các nhà lãnh đạo châu Âu đều thống nhất rằng tăng trưởng phải đi đôi với ổn định. Các công cụ và quỹ xây dựng châu Âu cần phải linh hoạt hơn nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thâm hụt ngân sách, trong đó có Hy Lạp. Ổn định và tăng trưởng không phải là sự lựa chọn riêng rẽ. Chúng ta cần có cả hai. Các nhà lãnh đạo EU đều nhất trí như vậy tại hội nghị lần này. Đúng như dự đoán, hai vấn đề trọng tâm tại hội nghị là ý tưởng về phát hành trái phiếu châu Âu của Pháp và cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp. Tuy nhiên, đã không có một cuộc thảo luận nảy lửa như dự đoán giữa Tổng thống Pháp Hollande, người đề xuất ý tưởng về trái phiếu châu Âu, với Thủ tướng Đức Angela Merkel, người kiên quyết phản đối ý tưởng này. Cả hai bên đều thừa nhận còn tồn tại nhiều quan điểm khác biệt xung quanh vấn đề này. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy cho rằng trái phiếu châu Âu không phải là giải pháp tức thời cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở châu Âu. Nhưng theo ông, ý tưởng này sẽ là một phần trong giải pháp dài hạn. Liên quan tới cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp, các nhà lãnh đạo EU cho biết muốn Hy Lạp ở lại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone, song Athens phải thực thi các cam kết đã được thỏa thuận. Theo đó, EU cũng sẵn sàng trước khả năng Hy Lạp rời khỏi Eurozone. Mặc dù không có một quyết định chính thức nào, song hội nghị bất thường lần này của EU vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý vì thực chất nó là một cuộc thương lượng giữa các bên cho các quyết định lớn sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh mùa hè của khối diễn ra vào cuối tháng 6 tới. Sau khi ngày đàm phán đầu tiên giữa Iran và các cường quốc trên thế giới tại Baghdad kết thúc mà không đạt được bước tiến đột phá nào, Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép với Tehran. Trong khi đó, Nga cho biết Iran sẵn sàng có những hành động cụ thể để chấm dứt tình trạng căng thẳng hiện nay liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này. Phát biểu sau ngày làm việc đầu tiên của đại diện Iran và nhóm P5 cộng 1, gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng với Đức, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết: cam kết là một chuyện, hành động và trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ lại là một chuyện khác. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ các động thái của Iran và chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép cho tới khi nào Iran có những hành động cụ thể. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Iran sẵn sàng thảo luận những bước cụ thể nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng hiện nay liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này. Từ những cuộc gặp chuẩn bị cấp chuyên gia, chúng tôi nhận thấy phía Iran sẵn sàng chấp nhận thực hiện các hành động cụ thể nằm trong cơ chế hợp tác dựa trên các nguyên tắc từng bước và có đi có lại. Hiện các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong gói đề xuất mới để các bên tiếp tục tiến hành các vòng đàm phán tiếp theo. Tehran đã đưa ra một gói đề xuất gồm 5 điểm dựa trên các nguyên tắc từng bước và có đi có lại. Trong khi đó, đề xuất của nhóm P5 cộng 1 bao gồm thỏa thuận về việc Iran sẽ chuyển urani đã làm giàu ra nước ngoài để đổi lại nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân, phục vụ mục đích nghiên cứu y học. Tuy nhiên, P5 cộng 1 không cam kết nới lỏng hoặc hoãn các biện pháp trừng phạt hiện tại. Theo kế hoạch, Iran và nhóm P5 cộng 1 sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán tại Baghdad trong ngày hôm nay 24 tháng 5. Ngày 23 tháng 5, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã tổ chức phiên điều trần về Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey. Các
quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ đã trình bày những lợi ích về kinh tế và an ninh của việc phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như những thiệt hại mà việc chậm phê chuẩn gây ra cho nước Mỹ. Theo họ, là một trong những quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới và có thềm lục địa mở rộng lớn nhất thế giới, Mỹ sẽ được lợi nhiều nhất từ việc tham gia Công ước. Văn kiện này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho Mỹ có các quyền tự do hàng hải và tiếp cận toàn cầu cho các tàu thuyền thương mại và quân sự, máy bay và các đường cáp quang dưới đáy biển của Mỹ. Ngoài ra, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 sẽ là công cụ quan trọng giúp Mỹ giải quyết các xung đột một cách hòa bình với rủi ro leo thang xung đột thấp hơn. Tại buổi điều trần, một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa vẫn cứng rắn phản đối tham gia công ước này và lo ngại về một số hệ quả, như việc Mỹ phải tham gia vào một ủy ban có hơn 160 thành viên mà Mỹ sẽ không có quyền phủ quyết nào. Mỹ là thành viên thường trực duy nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là quốc gia Bắc Cực duy nhất không phải thành viên của công ước trên. Mặc dù Mỹ đã tích cực tham gia trong quá trình đàm phán, soạn thảo công ước, nhưng cho đến nay, Thượng viện Mỹ vẫn chưa phê chuẩn. Hôm nay 24 tháng 5, người dân Ai Cập tiếp tục đi bỏ phiếu để bầu ra người lãnh đạo đất nước sau khi ngày bầu cử đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1 kết thúc suôn sẻ. Con số cử tri đi bầu chưa được công bố chính thức. Theo lực lượng giám sát, ngày bầu cử đầu tiên diễn ra suôn sẻ và không có gian lận. Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 5 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 29 tháng 5. Theo kết quả thăm dò, không có ứng cử viên nào giành được trên 50% phiếu bầu để giành chiến thắng ngay tại vòng 1. Do đó, theo quy định, hai ứng cử viên giành nhiều phiếu nhất sẽ bước vào vòng 2, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, Mỹ đã hoan nghênh sự khởi đầu tốt đẹp của cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên của Ai Cập. Đây là dấu mốc lịch sử trong quá trình chuyển đổi của Ai Cập. Một Tổng thống dân sự sẽ được bầu ra và tôi hy vọng Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập sẽ thực hiện cam kết chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự. Theo nhận định của giới phân tích, các ứng cử viên có nhiều triển vọng bước vào vòng 2 là cựu Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Al-Musa, cựu Thủ tướng Ahmed Safik, cựu thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo Abdel Moneim Abul Futu và Chủ tịch Đảng Tự do và Công lý Mohamed Morsi thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo. Người giành chiến thắng sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là thực thi những thay đổi mà người dân kỳ vọng, cũng như giải quyết những khó khăn về kinh tế. Bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình thông tấn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.